Phúc Trinh thân mến, dạ. Cùng toàn thể tất cả các bà mẹ mang thai và cho dạ. con bú, cái vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ thì Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo cho tất cả các bà mẹ, và nói chung là ai cũng phải là tự tin là ai cũng đủ sữa nuôi con của mình, tức là sữa của bà mẹ nuôi con mình là tốt nhất, chứ còn sữa bò mà đem mà nuôi em bé thì nó không tốt bằng sữa mẹ. Cái thứ hai mà để duy trì cái nguồn sữa mẹ thì ngày nay người ta cũng nghiên cứu ra nhiều cái loại thuốc để làm tăng cái lợi sữa. Yeah. Giống như hồi xưa ông bà mình á, là người ta sau khi sanh thì người ta cho ăn những cái thực phẩm mà để lợi sữa. Thì nếu mà cái thực phẩm mà mình ăn nhiều thì nó cũng khó lắm. Yeah. Giống như bây giờ á, giống như để có một cái chất dinh dưỡng mà để cho nó lợi sữa thì mình ăn có khi á cả nấm, cả bụm, người ta nói như nhà quê á, yeah. cả bụm cái hạt cà ri vậy đó, mà nó rất là khó, yeah, hoặc yeah. là ăn thì là ăn cả nửa ký mới đủ, yeah. cho nên ngày nay có những cái sản phẩm người ta chiết xuất từ những cái sản phẩm lợi sữa đó, người ta cho yeah. vô những cái loại thuốc mà mình, và người ta bỏ thêm những cái vitamin khoáng chất, tại vì khi mà sanh, sao sanh thì sẽ mất máu rất là nhiều, yeah. tức là một cái người sanh bình thường thôi, Du My biết mình sanh bình thường thôi á, là mình cũng đã mất từ ít nhất là cũng 200 đến 250 ml máu, tức là giống như một xị, giống như mấy ông mà dưới quê mà nhậu vậy đó, uống rượu là một xị vậy đó. Dạ. Thì mất máu thì nó kèm theo mất luôn cả sắt nè, kẽm nè, rồi vitamin cần thiết, rồi canxi, thì nó làm cho người mẹ sau sanh nó càng mệt hơn. Dạ. Thì cái viên mà lợi sữa thì người ta sẽ kết hợp nhiều thứ, nó vừa là tăng lợi sữa, thứ hai ta bổ sung vitamin đó, thì nói chung là bây giờ thì nó cũng sướng hơn so với hồi xưa rồi. Hồi xưa là mình phải ăn là giống như mình để cho lợi sữa, mấy bà mẹ hay nói là con ơi, bệnh nhân tôi á là thường thường quay trở lại, tôi nói ủa sao bữa hỏi mà bác thấy con cũng phúc hậu mà nay càng phúc hậu hơn. Hỏi con ăn gì con kể cho bác nghe coi. Dạ. Nó dạ con không có sữa đó, mẹ con nấu ngày nào cũng nấu giò heo, giò heo hầm đu đủ, đủ mà dạ ngày rồi. Nào cũng ăn giò heo thì cái trong cái giò thành phần dinh dưỡng nó gì, da và mỡ, thì nó làm cho sau sanh á phụ nữ quay trở lại tăng cân khá nhiều, mà sữa thì không được bao nhiêu. Dạ. Đó. Dạ. Cho nên á chính vì cái chỗ đó mà tôi làm nghề sản phụ khoa, tôi cũng rất là trăn trở làm như thế nào để cho người mẹ khi mang thai người ta đã chuẩn bị trước cái phần này, để khi mà sau sanh rồi đó là người ta có cái tâm thế để là người ta có đủ sữa để nuôi con mình trong cái thời kỳ niên thiếu, cái thời kỳ mà nhũ nhi. Vì nếu mà em bé mà nó không có đủ sữa thì tất cả mọi cái chất dinh dưỡng từ sữa mẹ cung cấp cho nó đã thiếu rồi. Thứ hai mà em bé mà nó ăn không đủ thì nó cũng không ngủ được. Dạ. Giống hồi nãy Du My nói đó. Đói. Đói thì không thể nào ngủ được, khóc hoài. Dạ. Mà khóc thì bà mẹ thì càng lo. Dạ. Thì vấn đề càng lo, xót ruột con mình. Dạ. Thì nó càng mất sữa luôn. Dạ. Đó. Nó là một cái vòng tròn luẩn quẩn. Rồi đói thì sao? Thì cái sức đề kháng nó cũng giảm đi. Dạ. Giống như một ngày nào đó Du My với là Tú Trinh coi, bữa nào đói là coi như mắt mình không thấy được. Dạ. Và ai nói gì á mình cũng gầy lại hết rồi. Dạ. Cho nên á mình không có kiềm chế được cảm xúc. Dạ. Và quan trọng hơn nữa là nó dễ bị bệnh nhiễm trùng, đặc biệt là con nít thì hay bị viêm cái đường hô hấp và tiêu chảy, đặc biệt là trong cái mùa dịch này thì nó dễ bị bệnh hơn so với những đứa trẻ bình thường, cái sức đề kháng nó giảm. Vì trong sữa mẹ nó có rất là nhiều chất dinh dưỡng giúp cho trẻ tăng trưởng và phát triển về trí não lẫn thể chất và tinh thần.